chào quý vị các bạn nhé. Đây là công ty Đông Nam Phát đây. Hôm nay Nam sẽ giới thiệu với các bạn mẫu ghế này kiểu dáng rất là đẹp này, mẫu ghế ghế xếp thư giãn này. Cái kiểu thiết kế của cái này có nhiều cái đặc biệt này, về cái chân của nó có nhấc lên một xíu này, khá là đẹp. Và về màu sắc á, thì chỉ có mẫu ghế này là màu vàng thôi, màu vàng tượng trưng cho sự sang trọng. Màu vàng được dùng cho nhà vua. Và cái ghế này á được thiết kế bằng lưới kết lên nè. Lưới này khá là tốt. Lưới này chống thấm nha, nước vô mình chỉ cần lau sơ cái là sạch. Thứ hai nữa là dây của nó thì dùng dây đôi, nên tải trọng của nó lên 300 kg. Về màu sắc thì màu khá là đẹp. Các bạn thấy cái chân thì thiết kế nó hơi nhích xíu. Đây khá là đơn giản, thì xếp lại khá là gọn nè. Xếp lại để bên nhà thì chắc khoảng 20 phân nên em tôi chú quá. Về cái tải trọng của nó thì chân nó làm bằng hộp vuông nên là tải trọng 300 kg. Và cái màu sơn cũng khá là đẹp nè. Còn ốc vít thì nó dập bằng máy cao cấp nên là nó ốc vít khá là tốt. Và đặc biệt ghế này đang được khuyến mại bán giá khá là tốt, 1.390.000 tại công ty Hưng Nam Phát nhé. Đây, cô gì chú bác, một ghế khá là đẹp nha, tốt đẹp. Và cái này đang tặng được cái khay đựng nước này. Đó, chỉ có gì chú bác này, khi nào mình sử dụng mình dùng cái ghế ra mình ngồi thôi. Xong ra mình ngồi lấy cái chân đạp nhẹ vô đây thôi. Xong rồi khi nào ngồi nằm xuống thì mình sẽ chốt hai cái món này lại. Nằm khá là tốt cho cô dì các bác nè. Mình cảm giác như rất là thư giãn. Nằm ngủ trưa, nằm thiền khoảng 10 phút cực kỳ tốt nha. Chiều rộng của nó khá là rộng, ghế này nó rộng tới 73 cm. Nên là mình nằm ngồi thoải mái lắm. Cảm giác nó thoải mái cho mấy người mà là 80 kg, 100 kg cũng xài tốt nha. Ngồi nghỉ ngơi. Hôm nay thì mình có thể để điện thoại hoặc là để một ly nước đây. Khi nào mình lười dậy thì mình ngồi uống được. Nằm mình thư giãn thiền khoảng 10 phút cực kỳ tốt cho sức khỏe. Thứ hai là cái lưng sống này mình sẽ đỡ đau được. Vì cái ghế này nó co theo cái đường xương sống mà mình làm thư giãn thì cái xương sống mình khá là tốt. Thứ hai cái gối này nó làm cho cái xương sống cổ mình cực kỳ thư giãn. Cái ghế này phù hợp để đọc sách, nằm xem tivi, nghỉ ngơi, thư giãn ở trong nhà, ban công. Hoặc là mà các cô có thể mang ra ngoài kia đường để ngồi tán chuyện với mấy người lớn tuổi. Khá là tốt. Cái mẫu ghế khá là đẹp nha. Nếu như cô gì các bác có nhu cầu mua ghế xếp thư giãn thì hãy liên hệ với hotline ở bên dưới. Hoặc subscribe cái kênh này. Công ty sẽ giao tận nhà cho cô gì chú bác nha. Về mẫu ghế này được nằm cáo ra cái này rồi. Khi nào mình không sử dụng xếp lại khá là gọn, không chiếm diện tích. Rồi nếu như cô gì chú bác có nhu cầu mua ghế xếp thư giãn thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha, liên hệ với số hotline. Ghế này sẽ được giao miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh nha, gửi đi các tỉnh thành và gửi 64 tỉnh thành. Rồi cảm ơn cô chú bác đã xem video của công ty Hưng Nam Phát. Nếu có nhu cầu mua ghế thì hãy liên hệ công ty Hưng Nam Phát nha. Rồi cảm ơn cô chú bác.